hóa chất tẩy rửa, bệnh nhân PDL 52 tuổi tại thành phố Hạ Long đã được đưa vào bệnh viện bãi cháy Quảng Ninh trong tình trạng đau rất nhiều vùng miệng, họng, nuốt đau, nghẹn, cấp cứu tại bệnh viện, bệnh nhân được thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy bệnh nhân bị chân nông phủ giảm mạc trắng, sung huyết đỏ vùng hầu họng, kết quả nội soi thực quản dạ dày phát hiện có viên niêm mạc dạ dày qua khai thác thông tin người bệnh và kết quả thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán ông bị bỏng hầu họng do hóa chất, phải theo dõi bỏng thực quản, dạ dày. Bệnh nhân đã được hồi sức tích cực, giảm đau, bù dịch, thải độc theo phác đồ. Sau 24 giờ, tình trạng người bệnh đã ổn định, các chỉ số xét nghiệm gan thận bình thường. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, chuyên gia phòng chống tai nạn thương tích, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, khi uống nhầm hóa chất mức độ tổn thương nặng hay nhẹ sẽ tùy thuộc vào thể loại, liều lượng, nồng độ hóa chất của người bệnh uống phải, thời gian đến bệnh viện sớm hay muộn biểu hiện đầu tiên khi ngộ độc quá chất đó là tình trạng bỏng rát, đỏ, chật, loét niêm mạc miệng, họng nặng đề hơn bệnh nhân có thể bị bỏng thực quản, dạ dày gây bình chứng xuất huyết, thủng dạ dày về lâu dài người bệnh có thể bị hẹp thực quản, khó nuốt, hẹp môn vị, kèm tắc nghẽn dạ dày, co rút, dây dính các bộ phận của đường tiêu hóa, suy giảm chức năng gan, thận thậm chí là tử vong do hoại tử thực quản, dạ dày suy đa tạng mỗi một loại hóa chất nó gây ra những cái gọi là phản ứng khi mà uống nhầm vài nó, uống nhầm vào nó khác nhau nhưng mà nhìn chung ấy là một cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhìn thấy được là sùi bọt mép hoặc là à, có những cái huyết bỏng rộp hết cả miệng lên hoặc là nằm lịm đi ngất đi tím tái tùy theo từng loại hóa chất mà nó có những biểu hiện khác nhau mỗi một loại hóa chất là nó biểu hiện một cái trạng thái hay một cái triệu chứng ngộ độc khác nhau và cái cách xử lý cũng khác nhau. Có những loại hóa chất thì chúng ta phải gây nôn ngay, ví dụ như là các loại hóa chất độc như là thuốc trừ sâu, như là thuốc bả chuột thì những loại đấy là phải gây nôn ngay. À, gây nôn có thể dùng phương pháp móc họng, có thể dùng cái lông gà, tam bông ngoáy vào họng nôn ra xong đấy rồi phải uống ngay than hoạt tính. Nếu không có chúng ta cho uống uh, sữa, chúng ta cho uống nước. Đấy. Nhưng các loại hóa chất khác thí dụ như vừa rồi nói đến những xăng như dầu hỏa như các loại uh, chất tẩy rửa thì chúng ta không được phép uống nước ống ngọc hay là uh, cho nôn ra mà chúng ta lại uống từng ngụm nhỏ để mà nó làm sạch dần loãng dần ở cái phần bên trên đi còn tất nhiên là khi mà đã vào dạ dày thì lúc đấy lại phải đến bệnh viện để sư cấp cứu và có những cái rửa ruột dạ, dạ dày mà cấp cứu theo chuyên môn rồi như vậy có nghĩa là tùy từng loại mà chúng ta có những cách xử lý khác nhau theo đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi phát hiện người bị ngộ độc hóa chất tẩy rửa cần phải lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, mọi người tuyệt đối không áp dụng các biện pháp gây nôn để tránh nguy cơ sặc hóa chất hoặc hóa chất lan rộng làm tổn thương nặng nề hơn. Ngoài ra, mọi người nên đựng các hóa chất trong bình chứa riêng có nhãn ghi chú để tránh gây nhầm lẫn với người lớn và đặt ở nơi kín đáo sát tầm tay trẻ nhỏ. An toàn nhất là chúng ta làm thế nào tất cả các loại đồ đạc mà có liên quan đến chuyện hóa chất, chuyện thuốc chuyện các cái thuốc bả chuột hay là các cái chất ấy thì chúng ta phải cho trong những cái ngăn tủ và có khóa một cái điều quan trọng mà muốn nhắc cho tất cả các bậc cha mẹ là tất cả những loại nước ngọt nước giải khát ở trong những lọ những cái chai đẹp sau khi uống xong thì không bao giờ được phép là gọi là tiếc mở lại sử dụng nó để đựng thí dụ như những chai như là la vi như là uh, trà xanh không độ gì đấy xong lại rất nhiều gia đình đi cho axit vào để đựng axit những cái lọ mà có màu thì lại đựng thuốc diệt cỏ rồi đựng các loại hóa chất vào trong đấy cực kỳ nguy hiểm ở trong nhà tắm trong toilet thì các cái loại hóa chất chất tẩy rửa rất dễ uống phải thế cho nên là phải để trên các đối với trẻ nhỏ phải luôn luôn để mắt đến trẻ. Ngoài chuyện thuốc men hóa chất ra thì ngay đồ chơi của trẻ em có những dung dịch lỏng óng ánh đều phải loại bỏ không để trong nhà đối với những gia đình mà có trẻ nhỏ.